Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại bây giờ mình đang hướng về Tây Bắc của Việt Nam và hiện tại đang đi trên địa phận của huyện Tân Lạc và lên đỉnh đèo của núi Đá Trắng. Ở đây thì giáp ranh giữa hai huyện Tân Lạc và huyện Mai Châu của tỉnh Hòa Bình, một trong đỉnh đèo có Đá Trắng rất đẹp của tỉnh Hòa Bình. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi lên nhá. Let's go. Xin giới thiệu với mọi người nha, cuối cùng cũng đã đến được với đỉnh đèo núi Đá Trắng. Hôm nay đang trong mùa dịch nên khách du lịch đến đây rất chi là ít luôn, hàng quán không có bán. Và rất may gặp một đoàn ở Hà Nội lên, thế như 29V1 thì phải. Thì mình dừng xe đây và quay cho các bạn cùng với mọi người một đoạn video nha. Dừng xe cái nào.